Trả trước 500 triệu đồng, quý vị có thể sở hữu cho mình một ngôi nhà 3 tầng sổ đỏ chuẩn chỉnh tại Hà Nội, có không ạ? Có ngay trong video này. Ngoài xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội với cụm dự án 6 căn đã bán 5 mà còn chưa kịp cả quay. Bây giờ chỉ còn duy nhất một căn thì Ngói sẽ quay ngay cho quý vị, bởi vì chỉ có một căn thôi và giá bán thì chỉ có hơn 1,5 tỷ một chút, và quý vị có thể trả trước 500 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng thời gian dài nhất tối đa 25 năm, tối thiểu 3 năm với những cái lãi suất cực kỳ là ưu đãi, chỉ 6,2% một năm, lãi suất năm đầu. Và mời quý vị theo chân Ngói vào khám phá căn nhà với vị trí gần trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, gần trục đường quốc lộ 6, đường ngõ thực tế trước nhà. Với đường ngõ thực tế trước nhà thì nó phải khoảng được 3 mét, nhưng nó cách một đoạn là ra tới ngõ nhỏ lại, và cách với đường ô tô chỉ khoảng tầm 50 mét thôi mọi người ạ. Nếu như quý vị nào mà đang thích mua nhà từ phần móng thì quý vị cũng đừng bỏ lỡ video này. Bởi vì sao? Ngói quay luôn 3 căn hiện tại đang xây tại phần móng ở cụm dự án này. Có 3 căn đang phần móng và giá bán chưa đến 1,5 tỷ. Cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu, và cũng trả trước khoảng tầm 500 triệu tiền mặt thôi là quý vị có thể sở hữu rồi rồi. 1, 2, 3 căn đang phần móng. Với 3 căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Nam mọi người ạ. Và 3 căn nhà này hoàn thiện lên sẽ giống hệt như căn nhà Ngọc Ánh đang và chuẩn bị quay cho quý vị. Với hướng nhà là hướng Đông Nam, thiết kế 3 tầng xây mới, sổ sẵn sàng cất két giao dịch ngay. Theo đúng như hiện trạng, căn nhà này quý vị có thể dọn đồ về ở được luôn. Với cái căn nhà này thì phần hoàn thiện đã xong hết rồi, chỉ còn một chút về cái phần lắp điện nữa, kéo điện ở ngoài cột vào nữa là quý vị có thể dọn đồ về ở. Mời mọi người theo em vào khám phá căn nhà. Với diện tích 30m², tuy nhiên trên phía tầng 2 ở ngôi nhà này thì được xây đua ra rất là rộng, cho nên trên phía phòng ngủ vẫn thiết kế được một tầng 2 phòng, và tổng vị trí căn nhà này là thiết kế được 3 phòng ngủ rất là rộng và thoáng, đáp ứng công năng sử dụng cho một hộ gia đình, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ, quý vị đi làm theo tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, quý vị đi làm ở Nguyễn Trãi Thanh Xuân. Tính từ vị trí ngôi nhà này ra tới bến xe Nghĩa nó khoảng tầm 5-6 km mọi người ạ. Nói chung với phân khúc giá vừa phải, thay vì quý vị đi thuê cho mình một căn hộ tầm tiền thuê nó khoảng tầm 5-7 triệu thì quý vị có thể bỏ số tiền đó ra để trả lãi ngân hàng, bù lại căn nhà là của quý vị. Quý vị thích sửa sang, thích mua sắm gì là quyền của quý vị. Và mời quý theo em vào khám phá ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị 2 phòng. Phòng ngoài là phần phòng khách và bên trong là phần phòng bếp, hoàn thiện xong hết. Hệ thống trần thạch cao, đèn led, mọi cái đã đều thiết kế xong hết rồi. Còn một chút đấu điện ở bên ngoài cột vào nữa là xong hết. Cho nên hiện tại hôm nay Ngọc Ánh quay trong video này là không có điện. Căn nhà cách với đường ô tô 50m, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đi lại tương đối là thuận tiện. Một ngôi nhà giá rẻ, trả trước 500 triệu là cả nhà và đất, không phải là mỗi đất không. Sau đó thì đến xem là cộng tiền nhà vào đâu quý vị nhé. Với giá bán 1,520 tỷ, giá bán là bao gồm cả nhà và đất. Nếu như quý vị mà muốn mua từ phần móng kia thì chủ nhà cũng bán và giá sẽ có ưu đãi hơn một chút. Đây là phần không gian tủ bếp của ngôi nhà, với phần tủ bếp hoàn thiện đầy đủ hết, phần tủ bếp này rồi là phụ kiện bếp cho quý vị xong hết rồi. Theo đúng như hiện trạng là sáng mua chiều về ở được luôn, sổ sẵn sàng cất két ký sang tên mua bán chuyển nhượng được ngay, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Về mặt pháp lý thì rõ ràng rằng là khi Ngọc Ánh đã chia sẻ căn nhà này mà vay được 1 tỷ thì chắc chắn luôn là pháp lý của nó phải chuẩn chỉnh thì ngân hàng mới hỗ trợ cho vay, đúng không ạ? Ngoài phần phòng khách, phòng bếp thì tầng 1 còn thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 1 của ngôi nhà. Ngăn cách giữa phần phòng khách cầu thang thì chủ nhà thiết kế cho quý vị vách lam gỗ, mặt bậc cổ bậc cầu thang ốp đá granite, tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ. Và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Trên tầng 2 của ngôi nhà, với căn nhà trên tầng 2, chủ nhà thiết kế cho quý vị 2 phòng ngủ trước và sau, phòng nào cũng có đầy đủ cửa sổ thông thoáng. Với căn nhà như Ngọc Ánh đã chia sẻ ngay từ ban đầu thì căn nhà này 3 tầng thiết kế được 3 phòng ngủ. Nói chung là công năng sử dụng hài hòa hợp lý. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Và tất nhiên căn nhà này thì có ban công
mở hướng ra phía bên ngoài. Ngõ thực tế của căn nhà này thì rất là rộng, cách 50 m là ra tới đường ô tô. Căn nhà này thì nói chia sẻ luôn, không lỗ phong thủy, không đường đâm, không góc hậu, không gần đình chùa miếu mạo, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Và thực ra thực tế luôn thì cái pháp lý là mọi người biết rằng cụm 6 căn mà đã bán 5, chỉ còn duy nhất một căn này thì mọi người chắc chắn với mọi người luôn là cái pháp lý là chuẩn chỉnh. Và ở đây thì cũng có 3 trên 5 quý khách hàng là vay ngân hàng, cho nên mọi người cứ yên tâm nhé. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm kính. Đây là phần tầng 2, phòng vệ sinh, chủ nhà đang khóa và mời mọi người theo em lên trên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một ô dính trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên phía tầng 3 thiết kế cho quý vị một phòng nữa. Với phòng này thì quý vị có thể thiết kế phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Hướng nhà này thì là hướng đông nam, cho nên quý vị nào mà đang hợp hướng hoặc là tìm hướng đông nam với cái tầm tiền như thế này thì quý vị liên hệ ngay với lại nhà tốt để có thể sở hữu cho mình ngôi nhà giá rẻ còn lại nhé. Và đây là phần phòng vệ sinh ở trên phía tầng 3. Phòng vệ sinh này thì bán nhà đúng theo hiện trạng để chờ như thế này. Nếu như quý vị có mục đích sử dụng thì có thể là lắp thêm đồ ở trên này, còn nếu không thì quý vị cứ để như thế thôi. Và phần còn lại là phần sân phơi. Với phần sân phơi này thì tương đối là rộng và thoáng. Nó và căn nhà này được đổ phun 3 trần mọi người nhé. Nói chung có như thế nào thì em quay review cho quý vị là như vậy, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm đến xem nhà như thế, như ở trên video thế nào thì ở dưới nhà như vậy. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về ngôi nhà cũng như được đi xem và sở hữu như sớm cho gia đình mình một căn nhà giá rẻ chỉ có trả trước 500 triệu thì liên hệ ngay với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013403 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.